Hello, chào mừng nha. Mình audio. Trong video hôm nay mình sẽ hôm đến cho anh em là đề của anh em hàng bãi của Mỹ đến từ thương hiệu là của Hartmann Cabin. Ở này sẽ có tên model là SB16 nha anh em. Để xuất đề nó sẽ có bát là 27 nha anh em. Trên này nó sẽ có một cái thiết kế là cũng đúng nha anh em. Rất là đẹp, quá bắt mắt cho anh em. Phía dưới thì nó sẽ còn có chân nữa, nhưng mà tại vì dòng này thì loa bass nó sẽ nằm ở phía dưới anh em. Đây, thiết kế dòng này anh em thấy là phía trên của nó thì nó sẽ có thiết kế là màu bóng anh em. Anh em thấy là nó sẽ phản chiếu hình ảnh mình bên trong. Còn phía dưới thì nó sẽ có in logo thương hiệu của Hartmann Cabin, và phía dưới nữa sẽ là một cái căng nha anh em. Cái căng như mày nó sẽ là màu biến thép nha anh. Đây, cái căng của nó anh em sẽ thấy là nhìn sử dụng ở bên trong, mà nó sẽ có một cái bát ở bên trong nha anh em. Đây nó sẽ, cái căng sẽ là cả bốn phía nha anh em. Đây mình đang cùng xem qua về một tuần mà chọn sản phẩm này. Đây Hartmann Cabin SB16, đây dòng loa sub nha anh em, được sản xuất bởi Hartmann, được thiết kế và được sản xuất tại Mỹ nha anh em. Đây, bên đây anh em sẽ thấy thì nó sẽ có một nút để điều chỉnh về volume của loa sub này nha anh em. Và đây là nút để mà cắt tần số nha anh em. Còn bên dưới đây anh em sẽ thấy là một nơi để mà anh em cắm dây AV nha anh em. Để đó tín hiệu nghe nhạc. Còn phía trên thì nó sẽ có một lỗ hơi nha anh. Còn phía dưới thì anh em sẽ thấy là nút nguồn. Và thông số là con này thì sẽ có điện 120V và công suất của nó là 100W anh em. Công suất thì mình đánh giá nó cũng khá là lớn nha anh em. Nên loa sub màn hoạt động thì anh em chơi trong không gian nhà 30m² thì đánh vẫn rất là vô tư anh em ạ. Còn về mặt dưới nó sẽ có loa nha anh em. Đây là loa bass 27 của em nó. Đây màn giấy remote cho anh em. Đây hình thức thì cũng còn rất là mới anh em. Đúng rồi, việc bán bao zin cho anh em chơi yên tâm. Về mặt trên của sản phẩm thì nó sẽ có tem bin thương hiệu của Hartmann Cabin anh em. Đây nói chung thì đối với những dòng loa sub của Hartmann Cabin thì chắc chắn thì chất lượng thì không còn phải bàn nữa, mà tiếng sub cho ra rất là lực, phục vụ cho anh em khi mà hát karaoke tại dãy trầm thì nó nghe rất là mê man anh em. Đặc biệt thì dòng này dòng mà loa bass thì trầm nữa, nhưng mà có nhiều anh em cũng thích chơi những dòng loa mà bass gần nữa anh em. Vì những dòng mà bass ở mặt trước thì tiếng bass thường nó mạnh thì anh em cũng thích, em thích chơi những dòng mà bass gầm hơn. Thì hôm nay mình về được một em với một mức giá dễ bình dân hơn để phục vụ cho tất cả anh em. Giá mình mới lại chỉ với 5.500.000 đồng thôi, nhưng mà anh em muốn mua thì anh em liên hệ với mình qua số điện thoại video đã được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và bây giờ mình sẽ test luôn cái chất âm loa sub này, mời anh em. Đây bài hiện tại Nhật đã cắm dây AV và con này xài điện 120V nha anh em. Đây dòng điện mà chính hãng của Mỹ nha anh em. Đây mình đã mở volume. Đây anh em thấy là tiếng bass của nó nghe và nó rất là lực anh em ạ. Tập của nó nghe rất là phê. Anh em nào mà ít chạy trầm miên man thì anh em chơi con này nó ít đi. Đây khi anh em khởi động nó sẽ sáng nguồn để chơi nha anh em. Đây,
vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.